Khác với nhiều tác giả nổi tiếng khác, Stephen King không viết hồi ký về mình, cũng không xuất bản những cuốn tiểu sử kể về cuộc đời đầy màu sắc của bản thân, mà lẳng lặng biến mình thành nhân vật chính trong nhiều cuốn tiểu thuyết, khắc họa những ký ức thời thơ ấu, những đau khổ trong cuộc đời, những lỗi lầm ông muốn rũ bỏ, những biến động xảy ra trong xã hội Mỹ qua những nhân tố yêu ma quỷ quái không có thật và những tội ác quái gở. Stephen mang những nỗi sợ hãi cá nhân, cộng đồng và văn hóa Mỹ để gieo rắc nỗi ám ảnh lên độc giả trên toàn thế giới. Stephen King hấp dẫn người đọc bởi những nhân vật kinh dị, nhưng được viết bằng những lo lắng chân thật của trái tim con người. Với hơn 350 triệu đầu sách được bán ra trên toàn thế giới, với vô vàn giải thưởng lớn như National Medal of Art, British Fantasy Society Awards, Stephen King đã trở thành ông hoàng sách kinh dị cũng như của các tác phẩm chuyển thể. Trong suốt 50 năm cống hiến cho ngành văn học thế giới, Stephen King đã nhận được 3 giải thành tựu trọn đời, cũng như được Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương Quốc gia vì nghệ thuật vào năm 2015. Những ấn phẩm của King không chỉ đem lại nỗi sợ hãi cá nhân cho người đọc, mà còn xây dựng nên cả một nền văn hóa kinh dị cho thế giới. Ông là tác giả duy nhất có hơn 30 cuốn sách từng đứng đầu trong danh sách bán chạy nhất thế giới, và cũng là người định nghĩa lại 3 cảm xúc chính trong mảng kinh dị là kinh hoàng, terror, ghê rợn, horror và khiếp sợ, Revolution. Năm 2017, hàng loạt những bộ phim điện ảnh kinh dị được chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen như IT, The Dark Tower hay The Mist. Vậy, điều gì khiến một người đàn ông như Stephen King khai thác được nỗi sợ hãi tối tăm nhất trong mỗi con người, điều khiển tâm trí độc giả để làm bùng lên cảm xúc kinh hãi qua từng tác phẩm? Từ những ám ảnh thời thơ ấu. Stephen King sinh năm 1947 tại Portland, Maine, Mỹ. Cha của ông bỏ rơi vợ con vào năm 1949 và King được nuôi lớn bởi người mẹ tần tảo. Cậu học sinh Stephen bắt đầu viết truyện ngắn và các bài báo châm biếm từ khi còn học trung học phổ thông cho đến khi tốt nghiệp ngành cử nhân ngôn ngữ Anh tại Đại học Maine vào năm 1970. Stephen trở thành giáo viên môn tiếng Anh, đúng nghề được đào tạo nhưng vẫn ôm giấc mộng phăng trương. Năm 1971, King cưới Tabitha Spruce và bắt đầu sự nghiệp làm giáo viên ở Maine. Trong thời gian này, ông vẫn sáng tác, nhưng sự nghiệp phan trường có vẻ đi xuống bởi ông mắc chứng nghiện rượu. Gia đình của King, mà đặc biệt là người vợ Tabitha, đã phải rất nỗ lực ngăn cấm ông với chất gây nghiện trong nhiều năm mới cải thiện được tình hình tồi tệ này. Tác phẩm đầu tiên của ông hoàng kinh dị tương lai ra mắt vào năm 1967 với tên gọi The Glass Floor, được đăng tải trên tạp chí Startling Mystery Stories. Thời kỳ ấy, phan trường với ông không chỉ là giấc mộng mà là áo cơm. Để kiếm sống, nhà văn vừa phải đi dạy, vừa phải viết truyện tình cảm bà Su để đăng lên các tạp chí dành cho người trưởng thành như Playboy và Hustler. Cố gắng của Stephen King đã được đền đáp khi nhà xuất bản Sinnes mua bản quyền cuốn tiểu thuyết đầu tay Carrie của King với giá 400.000 USD. Cuốn tiểu thuyết kể về một cô gái lập dị bị bắt nạt ở trường học và bị hành hạ bởi người mẹ cuồng tín ở nhà, đột nhiên phát hiện ra mình có siêu năng lực và quyết định trả thù tất cả người đã làm mình đau khổ, nhanh chóng được dựng thành phim vào năm 1976, thu về 33,8 triệu USD với mức vốn ít ỏi 1,8 triệu USD và trở thành một bộ phim kinh dị huyền thoại. Tính đến ngày hôm nay, Stephen King là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất nước Mỹ với 55 đầu sách được xuất bản và 350 triệu bản bán ra. Tuy vậy, khó khăn lại đến với King vào năm 1999 khi ông gặp tai nạn giao thông và tổn thương nghiêm trọng toàn bộ thân bên phải. Các bác sĩ chẩn đoán ông khó có thể ngồi đàng hoàng và thậm chí không còn khả năng đi lại. Thế nhưng, khó khăn vẫn không đánh bại được ý chí của Stephen King. Sự nghiệp dài lâu và khả năng sáng tạo phi thường của Stephen King đã khiến nhiều độc giả tò mò về quá trình lên ý tưởng, phong cách làm việc và lý do sáng tác của ông. Bản thân King là một nhà văn có lối làm việc quy củ và chăm chỉ, đến mức kể cả khi ông không nghĩ ra được nhiều thứ để viết, ông vẫn cố gắng viết 2.000 chữ hàng ngày. Tôi muốn viết 10 trang mỗi ngày, tức là khoảng 2.000 từ, vậy là trong 3 tháng tôi sẽ viết được 180.000 từ, gọi là vừa đủ để thành một quyển sách. Có những ngày tôi có thể viết 10 trang một cách dễ dàng và đến buổi trưa là tôi có thể đứng dậy làm việc vặt, nhưng cũng có những ngày tôi ngồi đến tận 3 giờ chiều mà vẫn chưa hoàn thành định mức. Hàng ngày, nhà văn sẽ thức dậy sớm, đi bộ 5km để thư giãn đầu óc, sau đó về nhà đọc lại trang sách cuối cùng mà ông viết hôm trước, rồi tiếp tục viết đến trưa và dành cả buổi chiều để biên tập. Sự nghiêm khắc này có thể lý giải cho khối lượng tác phẩm khổng lồ của ông hoàng kinh dị. Ông tin rằng bản thảo đầu tiên của một quyển tiểu thuyết cần được hoàn thành trong 3 tháng, nếu không thì cả nhân vật lẫn cốt truyện sẽ trở nên nhạt nhẽo. Ở tuổi 73, nhà văn thú nhận rằng mình không thể viết nhiều và nhanh như thế nữa, nhưng ông khẳng định rằng đây chính là bí kíp thành công của mình. Thế nhưng đối với độc giả, điều khiến tác phẩm Stephen King nổi bật trong mắt họ chính là cách ông đưa chính con người và cuộc sống của mình vào trong những câu chuyện.
Tiểu thuyết đầu tiên của King, Carrier, kể về một cô gái có siêu năng lực. Salem Slot, câu chuyện về nàng ma cà rồng thống trị một thị trấn nhỏ, bắt nguồn từ niềm yêu thích của tác giả dành cho những tiểu thuyết kinh dị mà cậu bé Stephen tìm thấy trong thùng đồ của cha mình, đặc biệt là các tác phẩm của bậc thầy H.P. Lovecraft và cả những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền cùng những bộ phim kinh dị thế kỷ 20. King từng thừa nhận, hồi nhỏ ông rất thích bị dọa ma và điều này đã định hình nhiều tác phẩm của ông trong giai đoạn đầu sáng tác. Trên thực tế, sở thích có phần kỳ dị này của nhà văn vẫn có ảnh hưởng lớn từ những tiểu thuyết trinh thám ông viết sau này, như The Colorado Kid năm 2005 và Trailland 2013. Bằng chứng là cả hai đều cố tình đề cập đến những truyện trinh thám mà Basu King từng đọc, được in bởi những nhà xuất bản nhỏ và bìa được vẽ giống như những cuốn sách xuất bản trong thập niên 1950. Nhiều nhà phê bình nhận định, King đã hấp thu và tái hiện cả một nền văn hóa ông từng trải nghiệm những năm tháng thiếu thời qua những tác phẩm này. Môi trường sống của nhà văn và cuộc sống cá nhân của ông bắt đầu tìm đường len lỏi vào các tác phẩm từ cuối thập niên 1970, khi Stephen King bắt đầu nghiện chất kích thích. Đầu tiên, ông nghiện rượu sau khi trở nên thành công và phải chịu sức ép khủng khiếp từ các nhà xuất bản, độc giả và cả chính bản thân mình. Nhà văn nhận ra mình là một con sâu rượu sau khi hoàn thành tác phẩm. The Shining kể về một nhà biên kịch tên Jack Torrance nghiện rượu, hóa điên vì những hồn ma bóng quế trong ngôi biệt thự chìm dưới tuyết và rắp tâm hạ sát vợ con mình. Với Stephen King, Jack trong The Shining chính là ông. Chứng nghiện rượu và cơn cuồng sát của nhân vật cũng chính là ác quỷ trong ông. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, nhà văn đã nhiều lần viết về chính bản thân, nhưng The Shining chính là nỗ lực chân thật nhất của ông để trừ tà con quỷ rượu chè. Tuy The Shining trở thành một quyển sách cực kỳ thành công và được chuyển thể thành một trong những bộ phim kinh dị gây ảnh hưởng nhất mọi thời đại, nỗ lực trừ tà của ông hoàng kinh dị đã thất bại thảm hại. Thậm chí, ông còn nghiện thêm nhiều chất kích thích khác, bao gồm cả cocaine. Cho dù 10 năm sau, ông đã cai nghiện, nhưng ma túy bắt đầu xuất hiện đầy rẫy trong các tác phẩm của nhà văn. Đã rất nhiều lần King thú nhận, bản thân đã không nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề và ông đã để ma túy điều khiển tác phẩm của mình. Một phần trong tôi vẫn viết truyện, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng tôi là một con nghiện và tôi bắt đầu kêu cứu bằng cách duy nhất tôi biết, qua những câu chuyện kể và những con quái vật tôi sáng tạo ra. Những tác phẩm của ông ở giai đoạn này đều khắc họa rất rõ những khó khăn của tác giả. Đầu tiên, cuốn Tommy Knocker kể về một nhóm người ngoài hành tinh ban cho con người sự thông thuệ tuyệt đối và nguồn năng lượng dồi dào, nhưng con người sẽ phải trả giá bằng chính linh hồn mình, giống hệt như khi sử dụng ma túy. Cujo kể về một con chó khổng lồ có sức ăn thịt hai mẹ con kẹt trong xe ô tô, biểu trưng cho sự nghiện ngập của King và những tổn thương ông gây ra cho vợ con. Mystery, tác phẩm đã đưa sự nghiệp của King lên đỉnh cao mới, kể về nữ y tá Annie Wilkes bắt cóc một nhà văn mà ả hâm mộ đến mức bệnh hoạn và ép ông viết lại tiểu thuyết theo ý ả. Với King, tác phẩm này là một cú chuyển mình trong cả phong cách viết lẫn quá trình cai nghiện của ông. Tôi nghĩ Mystery là một tác phẩm về cocaine. Annie Wilkes là cocaine và cô ả là người hâm mộ số một của tôi. King đã cai nghiện thành công vào năm 1987, ngay sau khi Mystery xuất bản và từ đó trở đi, các nhân vật của ông cũng thay đổi và họ đại diện cho hành trình hồi phục của ông. Nhân vật chính trong Dr. Sleep là một con nghiện rượu đang dần cai, còn nhân vật chính trong Revival là một tên nghiện heroin. Rõ ràng là tác phẩm của King chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh và trải nghiệm trong đời ông, và những con quỷ dữ ông viết về không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của ông, mà còn là những bóng ma ám ảnh con tim ông. Những lần xuất hiện đáng chú ý khác của ông trong những quyển sách của mình bao gồm nhà văn Ben Mears trong Salem Slot, tác giả truyện kinh dị Bill Temple trong IT và nhà văn Mike Newman trong Path of Pawns và Scott London trong Lysay Story. Tuy nhiên, nhà văn tài hoa không chỉ viết về những trải nghiệm cá nhân của ông mà còn về xã hội Mỹ ông đang sống. Qua nhiều thập kỷ, xã hội Mỹ đã trải qua nhiều đổi thay, những tác phẩm của ông vẫn bắt kịp với mọi biến động và luôn thật tươi mới với người đọc. Với những độc giả nước ngoài, các trang văn của King đại diện cho chính nước Mỹ xa xôi và có thể quyết định mức độ thấu cảm của họ dành cho xứ cờ hoa. Stephen King có khả năng thấu hiểu người dân Mỹ và nhà phê bình Walter Mosley đã khen ngợi tài năng này của King khi trao cho ông giải thưởng tác phẩm quốc gia năm 2003. King có sự hiểu biết tự nhiên như một thứ bản năng về nỗi sợ trong tâm khảm tầng lớp lao động ở Mỹ. Tony Magistrelle đã đưa ra một nhận định rất chính xác về nhà văn và các tác phẩm của ông. Sách của King hấp dẫn người đọc bằng ma cà rồng và yêu quái, nhưng trái tim của các tác phẩm của ông chính là nỗi lo lắng rất chân thật trong đời sống người dân ở Mỹ. Bộ hồi ký khổng lồ kéo dài hàng chục năm xuyên suốt rất nhiều tác phẩm của King đã có một cái kết đẹp. Ông xuất hiện trong phần Susanna Story của bộ truyện The Dark Tower
và lần này ông đã không còn giấu mình dưới cái tên tác giả, che đậy nỗi đau bằng những con yêu quái, mà thay vào đó là ra mặt trong tác phẩm dưới tên thật của mình, Stephen King. Trong cuốn tiểu thuyết này, ông không phải là một nhà văn nghiện ngập, mà là vị thần sáng tạo đầy quyền năng, người khai sinh ra vũ trụ và tất cả các nhân vật trong truyện. Quan trọng nhất, Stephen King trong The Dark Tower đã không còn đau khổ, dằn vặt bị xô đi đẩy lại bởi cuộc đời, mà đã nắm trong tay trọn vẹn quyền chủ động quyết định tất cả. Đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Trong suốt gần 50 năm viết sách, ngoài những giải thưởng lớn nhỏ đã giành được, Stephen King còn vinh dự nhận được 3 giải thành tựu trọn đời vào năm 2002, 2004 và 2007. Vào năm 2015, ông được chính Tổng thống Obama trao tặng Huân chương Quốc gia vì nghệ thuật cho những đóng góp của ông trong nền văn học. Bên cạnh The Dark Tower, IT được đánh giá là một trong những tác phẩm đồ sộ nhất của King với hơn 1.100 trang sách được trải dài suốt 3 thập kỷ và đang dần tiến tới thập kỷ thứ 4 nhờ sự thành công của các bản phim chuyển thể. Trailer của bộ phim IT phiên bản 2017 đã xác nhận là trailer được xem nhiều nhất trong một ngày với hơn 197 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ đầu tiên phát hành. Giờ đây, nhắc đến Stephen King là nhắc đến một biểu tượng, một huyền thoại trong thể loại kinh dị. Những gì ông đã đạt được trong suốt hơn 4 thập kỷ qua vượt xa năng lực của một tác giả thông thường. Nhưng hơn cả khả năng khiến ta khiếp sợ, ông cho chúng ta thấy được mặt tối ẩn sâu trong tâm hồn như con quỷ thường trực trong mỗi con người.